mã số xe là 61K05387. Xin anh tài xế hãy đến xe của mình để vui lòng dời xe ra. Một lần nữa xin nhắc lại, anh tài xế và chủ nhân của chiếc xe 61K06387, xin mời anh tài xế vui lòng đến xe của mình để chúng ta đi dời xe. Bởi vì không gian mặt bằng nơi đây cũng hơi hạn hẹp, xin quý vị nhiệt tình thông cảm cho các vị chủ xe cũng như tất cả khách quý bà con ở đây. Xin hãy vui lòng nhiệt tình, chúng ta hãy giữ một sự thông thoáng giao thông để đường xi măng phía trước để chúng ta chuẩn bị làm buổi lễ chúng tôi các cháu. Một lần nữa là xin yêu cầu anh tài xế xe 61K06387 xin hãy vui lòng nhờ xe của mình. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dạ, xin phép được thay mặt mẹ đồng quê cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình Âm Thanh Ánh Sáng và tất cả các anh em trong hội Phật tử, xin được kính gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và chúc buổi xin trân trọng kính chào. Sao không vỗ tay hả các con? Các con vỗ tay lớn rồi lớn đấy nè. Rồi bây giờ chú cụi xin mời hai cô Hằng Nga cùng với chú cụi sẽ phát quà cho các con chịu không? Các con có thích không? Thích thì các con hãy vỗ tay thật lớn chào hai cô Hằng nha. Trời ơi, xuất sắc luôn. Cô Hằng Nga có mặt nha tụi con ơi. Hai cô chào các con. Các con có chào mấy cô không? Các con vỗ tay đi nào. Đúng rồi, thấy cô là vỗ tay thì không biết sao không? Mỗi năm là chỉ có một cô Hằng thôi đúng không? Mà năm nay là cô muốn chơi nổi hơn mọi chỗ khác. Cô yêu chị của cô cũng là cô Hằng. Nhưng mà nay là có tuổi rồi, bé bé trước cô rồi đúng không? Nhưng mà kệ, cô vẫn dắt theo vậy đó. Đi đâu có chị, có em, vui chung đúng không? Giống tâm cảm ha. Em là tấm, rồi bây giờ chú Bụi cùng với hai cô Hằng Nga xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị cùng các bé thiếu nhi thân mến. Rồi bây giờ thì xin phép được thay mặt mẹ đồng quê cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình, chúng ta cùng nhau chúng ta phát quà để các cháu cùng reo hò một tràng pháo tay thật lớn các con ơi. Rồi bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cùng chứng kiến phần lân sư rồng. Bây giờ chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu. 1, 2, 3, vỗ tay cho lân sư rồng. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý bà con, hiện tại bây giờ chúng ta sắp có thời gian để trung thu các bé và cũng như là ngày hôm nay về mẹ đồng quê. Thì bây giờ nè, các con ơi, các con nghe chúng nói nè, bây giờ chuẩn bị làm lễ thì các con luôn qua đây sẽ tìm chú bác chừa một cái đoạn đường giữa đây để mình cho tất cả các mạnh thường quân, các vị quý Phật tử cũng như những người đạo đều đến đây cùng trung thu mẹ đồng quê. Bây giờ các con này, các con luôn về phía sau chứ, luôn phía sau chứ, và chừa một đoạn giữa. À, các bạn bên nội trống lên là vị trí đó là có hàng hẹp chưa, không có thì các bạn xích vô xíu nữa để chừa một khoảng trống để được tiếp khách và tất cả các nghệ sĩ, những người nổi tiếng và tất cả các anh em nghệ sĩ đến đây cùng chung vui ngày hôm nay. Các con có con đứng qua bên, đứng hai bên nè, đứng thành hai hàng, đứng hai hàng nè các con có đứng vào hai hàng. Xin quý vị phụ huynh chúng ta hãy tạo điều kiện cho các bé các cháu chúng ta đứng hai hàng và chừa một đoạn giữa ở đây. Chưa một đoạn giữa đây để chưa thông thoáng để tất cả các mạnh thường quân cũng như nghệ sĩ đến đây cùng mang quà đến cùng chung với cháu nhân ngày trung thu. Các con nhớ nha, chưa khoảng trống đây đứng qua hai bên. Các bạn vị trí bên mà là lân sư rồng đã chuẩn bị ra vị trí rồi thì các bạn đứng ở đây để chưa một đoạn đường ở giữa. Các con cứ xích vô, các con cứ xích vô, đứng sau đó, sau cái đoạn thân này.
đừng có là âm thanh này, bởi vì con mà đụng vào âm thanh nó sự cố xảy ra là không có được âm thanh chỉnh rất là đó. Đó, và chúng ta trừ một đoạn giữa nha, trừ một đoạn giữa đây để cho các nghệ sĩ và các chị mình thường vui, quý vị thân quý đến đây cùng ngồi chung vui chơi với các cháu. Chân thành là cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hỏi cái xe ô tô biển số 83 của ai ấy, xin quý vị bước ra lùi vô chút xíu giùm mình để cho cái xe đó lùi lắm quý vị ơi. Cái xe biển số 83